mà khi ghé tham quan công ty mình á là sẽ có cái dàn ủng như vậy ha, mình sẽ thay dép mang ủng vô đó, mọi người phải mang ủng vô à. Xa xa này đó, xa xa này là áo lu à, mình phải thay áo lu. Tất nhiên là nhiều người hỏi là tôi có chuối, tôi có bả đậu nành, hoặc là tôi có bả bia, hay là hèm rượu, hoặc là bột cặn, thấy không, hay là cơm thừa gì đó vân vân, thì công thức nó sẽ khác nha. Còn mình nói là ký tấm ký cám thức ăn là trộn với 7 cái rau là cơ bản nhất. Vậy thì thức ăn lúc này nó đóng vai trò giống như là một miếng thịt miếng cá trong cái bữa cơm hàng ngày cho nó cân đối dinh dưỡng như đó, chứ không phải là chính giống như heo trắng mình thì thức ăn 100%. Còn quán người quý vị heo này nó mệt quá, nó sẵn luôn rồi. Rồi, heo đã về đây. Mấy chém chuối. Heo tôi bắt từ Bến Tre về à? Một xe. Thì nghe nói heo rất đẹp. Hai xe. Đang tắm heo một cái rồi chuẩn bị xuống. Heo đã về. Đó. Một ngày vất vả của nguyên đoàn binh hai xe. Hai xe về một lượt luôn. Còn con lòng nữa lấy luôn đi. Trời, để lên thôi. Thôi được rồi, ba xe thôi, ba lòng được rồi, cứng rồi. Lấy cái xe khác để lên. Mới xuống xe rồi hả? Hai xe đó. Đây là bạn Mon. Đây là bạn gồm. Giống như là Doraemon với Chupita vậy đó. Nguyên tí. Ê bạn này khẩu trang đâu? Lấy khẩu trang đâu vô? Đảm bảo nguyên tắc 5K. Rồi mình đi ra đây, mấy bạn đang thả. Bữa nay là đi mấy bạn đuối cực kỳ luôn. Đi xa lắm quý vị. Bà con ở tận Ba Tri sức heo về. Hai xe tải về đuối hết trơn. Clip này mong là bà con các tỉnh thấy ha, là thực tế là bà con nuôi cực khổ, vất vả vào mùa dịch nha, đừng nói ngày thường. Thì công ty cũng vậy, mua bán vào thời điểm này cũng rất là khó khăn. Chợ búa thì nó không có được mở được tự do như trước, giới hạn. Rồi quán nhậu thì bế quan, sao qua cái này sao sủ lơ luôn rồi. Im, chỉ tê giò thôi, không sao hết. Đi đâu vậy? Quẹo vô. Khẩu trang đâu thành. Lát xuống lấy nè, đem đeo vô nghe. Năm ca, ăn mì chưa? Không. Không để nó rộng rộng đi ông ơi. Đen. Em này nói tôi mệt quá trời rồi. Cái gì từ từ đi. Đây, người cũng đuối được nó chi heo. Lâu lâu mới đi lại đường trường. Nắm lò đây em. Đủ rồi, hơi mệt. Nó sợ. Hay là cái giò nó bị gì không? Kiểm tra cái gì không nha. Chừng nó bị ấy, trời.
Ê, đừng 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 căng thẳng quá. Nó bị quán đó, bị quán đó. Quán người quý vị, con heo này nó mệt quá, nó sản luôn rồi. Quá trời, đi tới 100 mấy cây số. Ủa, để chị Nhung chế biến món rồi. Mà khi ghé tham quan công ty mình đó, là sẽ có cái dàn ủng như vậy ha, mình sẽ thay dép mang ủng vô đó, mọi người phải mang ủng vô đó. Xa xa này đó. Xa xa này là áo lu, mình phải thay áo lu. Có nhiều người hỏi nuôi heo rừng có ăn thức ăn không, đây cũng có thức ăn luôn, 952S. Mình phải hiểu nha, thức ăn lúc này nó không phải là thức ăn chính mà nó đóng vai trò là chất độn. Ví dụ như hiện giờ công thức mình đang hướng dẫn cho các tỉnh miền Tây là 1 kg thức ăn, 1 kg thức ăn nguyên hỗn hợp, 1 kg cám nhuyễn, 1 kg tấm cơ bản nha. Đó, thì vậy thì thức rồi trộn với 7 kg rau. Đó, rau là thức ăn xanh đó nghe, mặn, mít, xoài, ổi gì đó vân vân. Thì thường thường là cái theo công thức đó thì nó rất là đạt, vừa lớn vừa phải mà vừa tiết kiệm chi phí. Tất nhiên là nhiều người hỏi là tôi có chuối, tôi có bả đậu nành, hoặc là tôi có bả bia hay là hèm rượu, hoặc là bột cặn hay không, hay là cơm thừa gì đó vân vân, thì công thức nó sẽ khác nha. Còn mình nói là 1 kg tấm, 1 kg cám, 1 kg thức ăn là hỗn hợp cơ bản nhất nha, trộn với 7 kg rau là cơ bản nhất. Vậy thì thức ăn lúc này nó đóng vai trò giống như là một miếng thịt, miếng cá trong cái bữa cơm hàng ngày cho nó cân đối dinh dưỡng như đó, chứ không phải là chính giống như heo trắng. Heo trắng mình thì thức ăn 100%, còn heo rừng thì thức ăn chỉ chiếm 10% cho khẩu phần ăn thôi nha. Rồi mấy bạn đang xuống. Ui, nhẹ nhẹ quá trời, em heo này nương nương rồi. Còn không, xe còn không, còn nữa 5 con nữa được. Ủa sao thả đây, thả vô đó. Ừ, bắt cái đèn lên coi. Rồi đang bắt cái đèn lên. Bắt cái đèn đâu? Rồi dãy bên kia. Đang bắt đèn lên, có đèn nào sáng sáng không Thành? Trời ơi, thấy chưa? Cẩn thận. Nó heo này heo bự ra, thả ra riêng, heo ta thả riêng. Biết sao mà cẩn thận không? Một không cẩn thận thì heo nó xúc ra nắm bay vô mình. Hai nữa lộng gớt xuống văng vô mình. Ê, ném gồm. Em đi đâu có gồm? Nè, thả mấy heo nhỏ vô đi. Đặng có ngô kìa. Đặng có ngô. Này nè. Ừ. Lôi cái xe xích đặng chút để nó chắn chỗ tụi này nó thả đây. Rồi được rồi. Em lôi đi đặng một chút xíu cho nó chống cái chỗ này, người ta thả heo ở đây nè. Dễ thương quá. Rồi thả đi, ngày mai lấy cái đầu heo nấu cháo. Bạn Nam với bạn Việt mở quá, nên thời gian tránh dịch nhiều quá đó. Cái bên này đi nhập heo vậy nè cho nó bớt mỏ lại. Quá trời thở luôn rồi. Heo cũng thở mà người cũng thở nữa. Băng đi với khuôn viên trại mình ha. Này là đang dọn trống này, chuẩn bị thả nó vô nè. Điện thoại này là chuyên dùng để nghe gọi, không chuyên quay YouTube. Mà mình quay YouTube cũng không phải là mục tiêu là PR, nhưng mà để ghi nhận lại những cái hoạt động công ty thời gian qua để bà con thấy tiếp cận, để bà con biết công ty là mùa dịch vẫn có hoạt động được nhưng mức độ nó chậm hơn trước, để bà con an tâm hơn trong công việc đầu tư cũng như là hợp đồng cùng với công ty.